Chào anh chị, tôi đang có mặt tại chiếc thuyền gondola và đây là tôi xin được mấy anh họ lái thuyền cho họ cho ngồi thử một chút thôi. Đây là không gian của chiếc thuyền mang niềm cảm hứng từ Hội An về đến Mega Grand Cru Hà Nội, đặc biệt là thương cảng The Venice. Và anh chị có thể nhìn thấy cái chiếc thuyền này là một trong những cái chiếc thuyền gondola đặc biệt thôi. Còn nó sẽ có nhiều cái chiến thuyền khác mang hình con sóng rồi các hình thù khác nhau tại khu vực sông Venice này. Và sau ngày 21 tháng 12 thì chủ đầu tư Vinhome chính thức khai trương về sản phẩm này. Thì dịch vụ này thì anh chị có thể lên thuyền trải nghiệm, chúng ta có nhiều không gian trải nghiệm khác nhau. Chúng ta có thể vừa dùng đồ uống vừa trải nghiệm các cái dịch vụ liên quan. Và ở trên đây thì một cảm giác khá là trồng trành cũng như là mới lạ. Nếu anh chị nào đã đi về Ninh Bình rồi, chúng ta đi Hoa Lư, chúng ta đi các dịch vụ chèo thuyền rồi thì với cảm giác này nó khá là thú vị, nó khá là mới mẻ với cái không gian cũng như cái bối cảnh hoàn toàn khác những gì mà chúng ta đã trải nghiệm ở Ninh Bình. Thì tại The Venice, thương cảng The Venice của tổ hợp Mega Grand Cru Hà Nội thì hy vọng anh chị sẽ sớm đến đây và trải nghiệm. Đặc biệt hơn thì với những anh chị nào quan tâm về những sản phẩm để chúng ta có thể đầu tư kinh doanh thì tại đây chúng ta có những cái sản phẩm về những cái căn shop house The Venice chạy dọc sông Venice này với giá bán nó sẽ dao động khoảng từ 20 đến khoảng 25 tỷ đồng với những căn mặt sông, và những căn mặt phía sau thì khoảng từ 15 đến khoảng 20 tỷ đồng để anh chị có thể đầu tư tham khảo. Ngoài ra thì anh chị nào đang có nhu cầu kinh doanh tại một trong những cái trung tâm kinh doanh 24/7 vũ trụ đa giải trí tại Mega Grand Cru Hà Nội thì đây là một trong những cái mô hình mà chúng ta có thể đầu tư kinh doanh được với cái chính sách cực kỳ tốt đến từ chủ đầu tư Vinhome, đó là hỗ trợ tiền thuê lên thời gian lên đến 24 tháng. Miễn phí tiền thuê lên đến 24 tháng và hỗ trợ anh chị hoàn thiện nội thất tầng 1 để chúng ta có thể set up để vào kinh doanh ngay. Và anh chị nào đang quan tâm về các cái sản phẩm đầu tư cũng như là mua bán chuyển nhượng hay là cho thuê mặt bằng để kinh doanh tại Mega Grand Cru Hà Nội, phân khu The Venice thì anh chị có thể liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn. Xin chào và hẹn gặp lại.